Bắc Hàn không có ý định đàm phán, tin từ Bắc Kinh. Đặc phái viên Hoa Kỳ về vấn đề Bắc Hàn, ông Clint Davis đã tới Bắc Kinh hôm nay và nói rằng quốc gia cô lập này dường như không quan tâm trong việc thực hiện các cam kết của mình. Ông Davis đã nói với phương tiện truyền thông khi vừa đến phi trường quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh rằng Bắc Hàn không có ý định thực hiện các nghĩa vụ và cam kết của họ. Và hôm nay, ông đến đây để nói chuyện với các giới chức Trung Quốc. Bắc Hàn dưới sự cai trị của ông Kim Chính Ân, 30 tuổi, đã đưa ra nhiều lời đe dọa chiến tranh chống Hoa Kỳ và Nam Hàn kể từ khi bị Liên Hiệp Quốc áp đặt những trừng phạt mới vì đã thực hiện vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân thứ ba trong tháng 2. Trung Quốc là nhà tài trợ và ủng hộ ngoại giao duy nhất của Bắc Hàn đã tỏ thái độ mất kiên nhẫn đối với những lời đe dọa chiến tranh hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Davis đến Bắc Kinh để gặp đối tác của mình là đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên, ông Wu Dawei, trong một chuyến thăm 3 ngày.